xin chào các bạn. Hôm qua này các bạn cũng có bảo tôi là cái phần 2 của cái gãy phanh ấy là các bạn nhìn không rõ, thì tôi cũng công nhận là cái chỗ góc nó hơi tối. Đây, hôm nay đây, tôi đang nổ máy lên hơi cho con xe này. Đây các bạn có thể nhìn đồng hồ hơi này. Đấy, nó đã lên đến 9 cân. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Đấy nhá. Đấy là cái áp lực hơi đây này, cái đồng hồ giữa này. Là áp lực hơi của nó là đạt áp lực chạy rồi. Đấy thì bây giờ tôi sẽ tiến hành gãy lại phanh của con xe này. Đấy, vì các nhiều bạn bảo là nhìn không rõ, thao tác tay tôi làm thì cái con xe kia này gầm nó cũng hơi tối, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đây làm tại cầu này cho các bạn xem về của con xe này nhé. Chỗ này là các bạn nhìn rõ không, sáng không? Rõ sáng rồi nhé. Để tôi đặt máy rồi tôi sẽ tiến hành chỉnh cho các bạn xem nhé. Rồi, ok các bạn. Đây bây giờ thì tôi đã kích được bánh xe bỏng lên như này. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Đây, đây các bạn nhìn, bây giờ các bạn đã nhìn rõ chưa? Đây tôi đặt cái góc này này để các bạn nhìn được cả cái trục cam này và ốc này. Đấy. Đây bây giờ tôi đóng cái hãm này tụt vào này. Kìa, nó tụt rồi. Đây nha, bây giờ như thế này nhá. Cái con sen tích này. Đấy, con sen tích này cũng là con sen tích vặn ngược. Đấy, thì là khi mà đây con sen tích này, con sen tích vặn xuôi. Không phải con ngược, con này con xuôi. Đấy, thì đây, bây giờ nếu mà tính từ cây điểm bây giờ như này. Các bạn bảo là siết chặt vào và lưới ra lửa vòng đúng không? Đây, bây giờ tôi bắt đầu siết này, các bạn nhìn tay sen tích bắt đầu quay này. Đây, để tôi siết vào này. Đây đến điểm này là điểm bánh xe không quay được bằng tay này. Đấy, thì điểm này tôi bắt đầu lưới. Đấy nhưng mà đây là điểm bánh xe không quay được này. Thì đúng ra đến điểm này tôi mới bắt đầu lưới. Thì từ cái điểm này nhá, chúng ta có thể vặn vào được tiếp này. Đấy, vặn vào được tiếp rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, còn nếu các bạn lưới từ cái điểm này. Đấy, nếu các bạn lưới từ điểm này mà các bạn lưới ra lửa vòng. Đây, từ điểm này như này. Bắt đầu vặn ra này đúng không? Lưới đến đây lửa vòng như này đúng không? Đấy, thì quay các bạn sẽ nghe tiếng bó. Đây, các bạn có nghe thấy không? Không biết là máy có thu được không. Đấy, nhưng điểm này các bạn sẽ nghe thấy tiếng hơi bó. Mặc dù là đã có quay được một tay, nhưng đây là một cái tăng bua tròn, không phải con méo nọ, con này tròn. Đấy, tròn thì vẫn có hơi tiếng hơi sẹt sẹt. Thì tôi chỉ bảo các bạn lưới từ điểm này. Lưới từ điểm này, tôi sẽ lưới tiếp ra đến khi không còn tiếng động. Không còn tiếng chạm tăng bua, có nghĩa là tôi sẽ lưới ra được rất là nhiều. Đấy. Đúng không? Tôi sẽ lưới ra được đến khi không chạm tăng bua thì chạy là mới ổn. Đấy. Thì đây từ điểm này nhé, kể cả bây giờ tôi sẽ làm lại. Nhưng đây là cái tăng bua tròn, đây không phải cái tăng bua méo. Có nghĩa là tôi nói với các bạn là đối với cái tăng bua tròn như này, vặn chặt và lưới ra được vòng có thể chạy được, như cái phần 1 tôi đã nói có thể chạy được. Nhưng đối với cái tăng bua méo thì không thể chạy được. Đấy, cho nên là để mà chỉnh cái phanh này muốn chuẩn, chúng ta phải kích lên mới biết được cái tăng bua đấy nó như thế nào. Đấy, mới biết là cái tăng bua như thế nào. Đấy, còn kể cả bây giờ như cái phần này. Đây, cái điểm mà tôi hay chỉnh phanh. Đây, bây giờ tôi lại vặn vào. Đấy, cái điểm tôi hay chỉnh phanh là cái điểm này. Tôi vặn đến cái điểm này. Đấy, là cái lốp xe không thể quay bằng tay hoặc quay nặng như này. Nghĩa là điểm má phanh dính, tôi bắt đầu tôi tiến hành lưới. Lưới đến khi mà má phanh không chạm vào tăng bua thì là điểm tôi dùng để cho xe hoạt động. Còn từ cái điểm mà bánh xe dừng quay này và đây sẽ vào đây, ví dụ như đây, để góc này là góc 1/4 đúng không, ngang này, chúng ta vẫn có thể vặn được tiếp vào như này. Đấy, thì đây là cái điểm mà gọi là điểm phanh chết. Thì các bạn thông thường lưới từ điểm phanh chết này, các bạn lưới lên lửa vòng như thế này. Đấy, cái điểm này quay mà phanh vẫn hơi dính. Đấy, không biết là máy có thu được không, nhưng mà cái tiếng này thì phải chú ý lắng nghe
đấy, đây cái tiếng này phải chú ý lắng nghe. Đây cái lỗ này là lỗ kiểm tra độ dày của má phanh, đúng không? Đấy, có bạn bảo là nhìn thấy khe ở trong này là được, bạn đỡ ra bạn nhìn bao giờ mới thấy khe, không thấy được đâu. Đang bùa nó lõm, nó mòn, nó lõm, bạn sẽ không thể nhìn thấy khe được. Đấy, nên các bạn phải lưu ý cái vấn đề đấy là như thế. Thế còn từ cái điểm này tôi vẫn tiếp tục nới ra một chút nữa, đấy, đến khi mà đây đến điểm này. Được, ok, bây giờ hiện tại bây giờ là không còn nghe thấy tiếng, không còn nghe thấy tiếng chạm nữa. Đấy, mà đến khi không còn nghe tiếng chạm nữa thì tăng bua trong cái khe này vẫn không nhìn thấy. Vì căn bản là cái tăng bua này, cái má phanh luôn luôn nhỏ hơn tăng bua. Đấy, má phanh luôn luôn nhỏ hơn tăng bua. Chính vì vậy là nó sẽ khi chạy cũ nó sẽ tạo thành một cái rãnh mòn. Làm cho cái má phanh, cái khe của má phanh bị che đi bởi cái rãnh mòn đấy. Nên thì các bạn nên lưu ý vấn đề này. Còn đây là con tăng bua tròn, hôm nay tôi gửi cho các bạn xem một con tăng bua tròn này thôi.